Vâng, bước vào năm học mới là niềm vui của thầy và trò ở bất cứ địa phương nào trên cả nước. Và niềm vui này như được nhân đôi đối với trẻ khiếm thị và đặc biệt là phụ huynh trẻ khiếm thị khi tìm được cho con mình môi trường học phù hợp để các em được đào tạo những kỹ năng mềm về hòa nhập và học văn hóa như bao trẻ bình thường khác. Tại thủ đô Hà Nội đã có một ngôi trường như thế mang tên Nguyễn Đình Chiểu. 7 giờ sáng, bé Kiệt được bố mẹ đưa tới trường để đón ngày khai giảng đầu đời. Cũng như nhiều phụ huynh có con khiếm thị, bố mẹ Kiệt không giấu nổi niềm xúc động khi có thể gửi con vào ngôi trường có truyền thống hơn 30 năm chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh bị khiếm khuyết về thị giác. Qua tìm hiểu cũng được biết là đến trường Nguyễn Đình Chiểu là một cái môi trường rất là đặc biệt, nơi các trẻ khiếm thị, trẻ sáng mắt được hòa nhập cùng vui chơi, cùng học tập với nhau. Thì gia đình cũng rất là tin tưởng. Tiếng trống trường vang lên, đánh dấu năm học mới của hơn 1.650 học sinh của ngôi trường đặc biệt này. Trong đó có 181 em học sinh khiếm thị. Khối lớp 1 năm nay có một lớp can thiệp sớm cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi, tức là can thiệp sớm cho trẻ trước khi vào lớp 1, và một lớp can thiệp kỹ năng cho trẻ khiếm thị đa tật, không có khả năng hòa nhập. Đây cũng là năm thứ 2 nhà trường mở thêm lớp học dành cho trẻ khiếm thị đa tật với những phương pháp giảng dạy đặc thù. Với những em can thiệp sớm độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, tức là các em chưa học hòa nhập được với các bạn bình thường, thì với những em này đòi hỏi các thầy cô phải cầm tay chỉ việc từng em một. Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên đứng lớp, ngoài cái việc dạy cho các bạn về kiến thức, kỹ năng, thì ngoài cái dạy kiến thức ra để các bạn hòa nhập thì mình còn phải dạy các bạn về kỹ năng định hướng di chuyển, tự phục vụ hay kỹ năng đi vệ sinh, mặc quần mặc áo cho các bạn để sau này các bạn có cái tiền đề nhất định để lên được khóa lớp 1 hoặc hòa nhập. Năm học mới này, trong số hơn 200 học sinh lớp 1, có 13 em được theo học ở các lớp hòa nhập, nghĩa là các em khiếm thị được học chung với các bạn mắt sáng. Để có thể tạo ra một môi trường hòa nhập đúng nghĩa, ngoài phần kiến thức được trang bị cho các em khiếm thị, còn cần có sự yêu thương, sự chia sẻ của các học sinh bình thường với các bạn thiệt thòi hơn mình. Thứ nhất là giới thiệu dạy cho bạn khiếm thị là biết cách tìm đối tượng hỗ trợ, và cũng dạy cho các bạn học sinh bé lớp 1 là những lúc như thế mình phải cần phải hỗ trợ bạn. Đấy. Thế cho nên đây là ở cái lớp 1 nó có một cái điểm là đều phải dạy, thì các bạn đều quá bé để mà tự hiểu được là mình sẽ phải giúp đỡ người khác như thế nào. Lễ khai giảng năm nay không nhiệt liệt chào mừng, không trải thảm hoa cờ đỏ, cũng không thả bóng hay tặng hoa, mà chỉ thấy những giọt mồ hôi của các thầy cô. Bên cạnh những ánh mắt tươi vui của các em học sinh bình thường là sự ngơ ngác và bỡ ngỡ của các bé khiếm thị. Và trên tất cả là niềm tin của phụ huynh khi tìm được môi trường đặc biệt dành cho con mình.